皆さん、こんにちは。Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta cùng đi đến một điểm ngữ pháp mới các bạn nha. Đó là điểm ngữ pháp gì? Các bạn cùng theo dõi nhé. À, đây là trong một tiệm cắt tóc các bạn nè. Và người khách thì nói gì với người chủ các bạn? こんな髪が短くしたいんですか? Tôi muốn cắt cái tóc như thế này. Hey, okayました. Tôi hiểu rồi. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu kona. Kona nó có ý nghĩa là gì và cách sử dụng như thế nào? Thì kona, sona, ana phía sau sẽ là danh từ các bạn nha. Phía sau sẽ là danh từ và có ý nghĩa là danh từ như thế này, tới mức đó hoặc là tới mức kia. Và cách dùng ở đây là dùng để đưa ra ví dụ minh họa. Trong một số trường hợp thì nó còn mang cảm xúc là xem nhẹ cái danh từ phía sau. Đi cùng mình đi cùng đi vào một vài ví dụ các bạn nhé. Đầu tiên, akuma hoshi, xe hơi, muốn có xe hơi. Tôi muốn có cái xe hơi như thế này. Thì kona kuruma ga hoshi desu. Thì người nữ này nói câu này các bạn ha. Thì kona kuruma ga hoshi desu. Tôi muốn có chiếc xe hơi như thế này. Như thế này các bạn ha. Kona kuruma, chiếc xe hơi như thế này. Uso bakari de hanashitaku nai. Uso bakari de hanashitaku nai. Bởi vì chúng ta là nói dối cho nên là tôi không muốn nói chuyện. Hanashitaku nai, không muốn nói chuyện cho các bạn nghe. Sonna danse to hanashitaku nai desu. Hey, sonna danse to hanashitaku nai desu. Tôi thì không muốn nói chuyện với người đàn ông như thế đó. Donna hito ga suki desu ka? Donna hito ga suki desu ka? Bạn thích người như thế nào vậy? Sonna hito ga suki desu. Sonna hito ga suki desu. Tôi thích cái người như thế đó đó. Mẫu người lý tưởng của cô gái chắc có lẽ là một chàng trai biết khác các bạn ha. Sonna hito ga suki desu. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu như có bất kỳ thắc mắc nào các bạn nhớ gửi về đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Còn bây giờ thì quên nữa, và các bạn nhớ nha, để củng cố bài học ngày hôm nay các bạn nhớ click vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Mata konno, onegaishimasu.